Chiều ngày 11 tháng 9, Công an thị xã Đông Triều đã tổ chức lễ công bố quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về công tác cán bộ. Dự lễ công bố có các đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh, Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã, Nguyễn Khắc Dũng, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Nhân dân thị xã và Thượng tá Nguyễn Thanh Sơn, Ủy viên Ban Thường vụ Thị ủy, Trưởng Công an thị xã. Tại buổi lễ, lãnh đạo Công an thị xã Đông Triều đã công bố các quyết định của Giám đốc Công an tỉnh về việc điều động và bố trí đồng chí Đại tá Vũ Minh Đức, trưởng phòng PC08 trước khi kiện toàn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị xã Đông Triều. Điều động đồng chí Thượng tá Đinh Sĩ Hùng, Phó trưởng phòng PA07 trước khi kiện toàn, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó trưởng Công an thị xã Đông Triều. Phát biểu giao nhiệm vụ tại buổi lễ, đồng chí Đại tá Vũ Thanh Tùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Bằng, Phó Bí thư Thường trực Thị ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thị xã mong muốn, trên cương vị môi trường công tác mới, các đồng chí được điều động sẽ tiếp tục phát huy trình độ năng lực, tinh thần trách nhiệm, năng động, sáng tạo trong cách nghĩ, cách làm, tiếp tục cùng đơn vị mới đoàn kết thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, lĩnh vực được giao, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Các đồng chí tân Phó trưởng Công an thị xã Đông Triều cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh đã quan tâm tạo điều kiện để các đồng chí được điều động bố trí công tác và tập thể lãnh đạo, chỉ huy, cán bộ chiến sĩ các đơn vị đã luôn quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện để các đồng chí hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua. Đồng chí mong muốn thời gian tới tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ, tạo điều kiện của Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, Thị ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thị xã và tập thể Công an thị xã Đông Triều để phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.